Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu với tất cả các bác con điện thoại Virtu Signature S Diamond Gold. Một con Virtu vàng khối, toàn bộ thân vỏ đúc bằng vàng, đúc vàng khối 18 carat 750, 7 tuổi rưỡi, và được trang bị đến trên thân vỏ là hơn 1.500 viên, gần 1.600 viên hột xoàn tự nhiên, và những hạt phím bấm là những hạt xoàn tự nhiên rất rõ ràng, và kể cả hạt phím chủ, đây là hạt phím chủ 4 ly rưỡi diamond tự nhiên hết hoàn toàn, một con máy độc quyền của Kỳ Lân Luxury. Và toàn bộ con máy là đồ zin hết, tất cả là nguyên bản hết, da zin, gốm zin, bộ lưng đá zin, gốm zin, mà phím kính zin, tất cả là đẹp cây sà beng. Và nó là một con máy thuộc bộ sưu tập của Kỳ Lân Luxury. Và Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên bán hàng sưu tầm. Và như thế nào gọi là sưu tầm? Sưu tầm là những sản phẩm nguyên bản, nguyên zin, chính hãng, đẹp như mới, và rất khó tìm, rất khó kiếm, rất khó có tiền mà mua được, có tiền chưa chắc mua được, đó gọi là sưu tầm. Và nó rất là hiếm, sang trọng. Thì đó là cái tiêu chí đặc trưng luôn, bốn tiêu chí đặc trưng nét đến Kỳ Lân Luxury, bác sẽ biết được là một nguyên bản, hai nguyên zin, ba chính hãng, bốn là new. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cận cảnh. Rồi một con hột xoàn kim cương đón đầy người, lấp la lấp lánh, quá đẹp, tuyệt vời. Vâng, và như vậy là video clip giới thiệu về sản phẩm điện thoại Virtu vàng khối Signature S Diamond Gold của Kỳ Lân Luxury đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm. Hãy ủng hộ Kỳ Lân Luxury bằng cách subscribe kênh YouTube này, cũng như like theo dõi fanpage này để theo dõi xem nhiều video clip mới nhất, độc nhất, đẳng cấp nhất. Và hãy truy cập vào website Kỳ Lân Luxury để theo dõi tất cả sản phẩm. Và hãy gọi trực tiếp vào hotline cũng như là Zalo 0127 Kỳ Lân Luxury nhé. Cấp chính hãng nguyên bản của những chiếc sản phẩm. Clip này được tạo ra bởi tất cả các chương trình cảm ơn tất cả các chương trình Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Virtu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi xách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.